Tham vọng vô địch Premier League của Liverpool bị giáng một đòn mạnh. Liverpool bị giáng đòn lớn vào hy vọng vô địch Premier League khi Jurgen Klopp xác nhận một cầu thủ ngôi sao sẽ bỏ lỡ cả mùa giải vì chấn thương nặng. Đó là dòng tích được chia sẻ trên tờ Sun Sport Anh hôm nay mùng 7 tháng 12. Trung vệ ngôi sao Joe Matip đã khập khiễng rời sân trong trận thắng 4-3 của Liverpool trước Fulham vào cuối tuần qua tại Premier League. Bây giờ, huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận Matip bị đứt ACL và anh phải nghỉ hết mùa giải. Hậu vệ này hiện chuẩn bị trải qua ca phẫu thuật và gần như chắc chắn không thể thi đấu tiếp trong phần còn lại của mùa giải. Matip, 32 tuổi được thay ra nghỉ ở phút thứ 69 trong chiến thắng 4-3 đầy kịch tính của Liverpool trước Fulham vào Chủ nhật. Hôm nay mùng 7 tháng 12, sau khi Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Sheffield United ở vòng 15 Premier League, huấn luyện viên Klopp của The Kop thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu rằng mọi chuyện có vẻ không ổn với Matip. Khi được hỏi sau trận đấu về kết quả kiểm tra y tế với Matip, chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp nói, đó là một chấn thương ACL của Matip, nó bị vỡ. Thật không may, đó là điều tôi đã dự đoán ngay từ đầu, mọi thứ đã xảy ra như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng chỉ vậy thôi. Hiện tại, Matip sẽ hết hợp đồng với đội chủ sân Anfield vào mùa hè tới. Vẫn còn phải xem liệu Liverpool có muốn gia hạn hợp đồng với Matip hay không. Trung vệ người Cameroon là trụ cột của Liverpool, ra sân 201 lần kể từ khi gia nhập The Kop từ Schalke 4 vào năm 2016. Trong khi đó, tiền vệ người Argentina Alexis Mac Allister cũng khập khiễng rời sân ở phút 59. Sau khi bị dính chấn thương trong hiệp một trận Liverpool thắng Sheffield United 2-0 rạng sáng nay mùng 7 tháng 12 ở vòng 15 Premier League. Cập nhật thêm về tình trạng của Alexis Mac Allister, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool nói thêm, Maca Alexis Mac Allister, thật đáng tiếc. Ngay từ đầu, cậu ấy đã bị dẫm lên đầu gối và có một vết cắt. Chỉ cần vết thương còn hở, chúng tôi chỉ cần băng lại. Rõ ràng là nó rất đau nhưng cậu ấy vẫn có thể thi đấu. Sau đó, chúng tôi khâu nó lại nhưng rõ ràng là nó chặt hơn một chút và sau đó cậu ấy không thể cử động được nữa. Bây giờ chúng tôi phải xem Alexis Mac Allister phải mất bao lâu để hồi phục. Tôi hy vọng không quá lâu. Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 trước Sheffield United nhờ các bàn thắng của Virgil van Dijk và Dominic Szoboszlai. Ba điểm này giúp đoàn quân của Jurgen Klopp vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.